có hai gái một trai, anh này thứ hai, chị xong anh này này, bé này nữa này, bé bốn tuổi cháu nên đây làm răng. Hôm nay là thứ bảy. Về quê này là nghịch đất nghịch cát, nắng là đen thui, không thích. Không, vì cháu về bà ngoại cho bên Nam Định thì lên đây làm răng. Quay được không? Yeah.
này, chiếu đây. Cụ gái sứa ra truyền cụ gái kìa, bà tên là gái rồi, sứa ra truyền. Siêu thị có mắt. Siêu thị nhỏ. Cửa ô quan đây là cửa ô quan này Hùng này. Cửa ô quan đấy. Ngày xưa muốn đi qua đây vì phải có quan mới được đi qua cửa này. Quan là như nào? Quan đấy, quan là cái ông mà có nính theo hầu, ông quan là ông có kiếm ấy. Đứa nào hư này, đứa nào ấy là ông lấy kiếm ông chém ấy. Đâm quan. Phố Đào Duy Từ. Chém những đứa nào mà nì nợ ấy. Sao ông quan mới được đi hai cửa? Chợ gạo này. Đây, cái chợ này chợ gạo. Phố Nguyễn Siêu. Siêu bán quần áo à. Đây kiếm của con đấy, con phải đóng quan không? Nên con có kiếm gì em quá, con chém. Ngồi đi đứng vào trong té con. Con ơi, con muốn té chúng con vui à. Không phải. Sao siêu thị có mắt nó nhỏ hay là không phải. Bé thì ít người vào. Đi nhiều. Nhiều gì? Hai người vào. Ba người vào. Hà Nội, không không phải miền Nam. Trong miền Nam là nhiều siêu thị, ở đây này ít siêu thị đấy. Phố này phố chả cá này. Phố chả cá. Chả cá này này, phố hàng cá, phố chả cá này. Không, những người Hà Nội là ít đội nón bảo hiểm lắm. Phố Nò Rèn này, phố Thuốc Bắc này. Phố Hàng Đông này. Phố Hàng Đông. Bán đầu đồng không à? Sao ta tao? Bán cho ta tao. Tao nhờ.
phố gì nó bán cái đó. Đồ thờ cúng là phố Hàng Đồng. Phố Hàng Vải. Chuyên bán sâm tam thất nấm ninh chi tổ yến đâu yến chung năng phố Nạn Đông chuyên bán thuốc bắc này. Phố thuốc bắc này không có nhiều bằng Hải Thương. Nhưng không bằng nhưng mà nó là... thuốc tê thấp cầu vây năm hai Nạn Đông. Huyện Khang Đường. Mất rồi. Cho ra đây. Nhỏ đền Bạch Mã. Nó có chữ, cô biết chữ thì cô đọc được, con biết biết chữ không? Thế cô biết mày hay. Thank you.
đâu hơn thì nó kẹt xe đấy. Nhà có mét mấy cơ mà. Chưa được 2 mét. Hơn mét rồi.
về chỗ cũ như gì đâu mà. Trung tâm thông tin du lịch và hỗ trợ du khách con. Một là tí đi ra trên đây này, hai là đứng để bố điện. Đi bộ đây, đi bộ vô lên mua lấy xe. Vậy đi cả đi nhiều con. Rồi hết tiền.